chính phủ Libya phủ nhận có liên quan đến các cuộc không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào một căn cứ không quân của lực lượng Wagner. Hiện chưa rõ nguyên nhân của tấn công hôm 30 tháng 6 vào căn cứ không quân Al-Karouba cách Benghazi 150 km về phía tây nam. Tuy nhiên, vụ không kích không gây thương vong. Tổng tham mưu trưởng quân đội Libya Mohammad al-Haddad phủ nhận chính quyền Tripoli có liên quan đến cuộc đột kích. Theo một trang tin của Libya, ông al-Haddad cho biết máy bay của Libya không nhắm vào bất cứ mục tiêu nào ở miền đông. Thông tin về vụ việc nhằm kích động một cuộc chiến mới giữa những người anh em Libya và kéo Libya vào cuộc xung đột khu vực. Theo đài truyền hình Al-Masad Libya, Bộ Quốc phòng Libya cho biết rất ngạc nhiên trước những thông tin này, đồng thời khẳng định tôn trọng lệnh ngừng bắn được ký vào tháng 10 năm 2020. Cơ quan này đề cập đến thỏa thuận ngừng bắn với tướng Khalifa Haftar nhằm chấm dứt cuộc tấn công vào thủ đô của Libya giai đoạn 2019-2020. Các tay súng thuộc tổ chức quân sự tư nhân Wagner cùng với những người khác từ Chad, Sudan, Niger và Syria từng giúp ông Haftar trong trận chiến giành quyền kiểm soát Tripoli. Lực lượng Wagner vẫn hoạt động ở miền đông cũng như miền nam Libya, mặc dù một số đã rời đi để chiến đấu ở Mali hoặc Ukraine. Quốc gia Bắc Phi này vẫn bị chia rẽ giữa chính phủ lâm thời có trụ sở tại Tripoli ở phía tây và một số chính quyền khác ở phía đông do ông Haftar đứng đầu. Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết tương lai của các hợp đồng được ký kết giữa những quốc gia châu Phi và lực lượng Wagner là vấn đề của những chính phủ đã ký kết thỏa thuận đó. Theo kênh Al Jazeera, phát biểu tại cuộc họp báo hôm 30 tháng 6, ông Lavrov cho biết Wagner đã làm việc tại Cộng hòa Trung Phi và các quốc gia khác trên cơ sở hợp đồng được ký kết trực tiếp với các chính phủ liên quan. Ông cũng cho biết Bộ Quốc phòng Nga từ lâu đã có vài trăm cố vấn quân sự làm việc ở Cộng hòa Trung Phi. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi cuộc nổi dậy ngắn ngủi của Wagner ở Nga cuối tuần trước dẫn đến những đồn đoán về tình trạng của các đặc vụ Wagner ở Cộng hòa Trung Phi và những nơi khác ở châu Phi, cũng như mức độ can thiệp của Moscow đối với các hoạt động của Wagner tại lục địa này.